chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2024. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh Hòa Khánh Hòa tuyên dương 44 nhà giáo trẻ và 42 học sinh tiêu biểu. Đưa vào hoạt động tuyến xe bus xanh tại thành phố biển Nha Trang. Sau đây là phần tin chi tiết thưa quý vị chiều nay tại văn phòng tỉnh ủy thường trực tỉnh ủy đã có buổi làm việc với đoàn công tác câu lạc bộ doanh nhân sao đỏ về xúc tiến đầu tư tại tỉnh khánh hòa ông nghiêm xuân thành ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy khánh hòa chủ trì buổi làm việc cùng dự có ông nguyễn khắc toàn phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh ông nguyễn tấn tuân phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở ngành liên quan tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh và sở kế hoạch và đầu tư đã trình bày những tiềm năng và thế mạnh nổi bật của tỉnh khánh hòa các nội dung được thảo luận tại buổi làm việc bao gồm các chính sách thu hút đầu tư định hướng hợp tác phát triển cùng danh mục các dự án trọng điểm đang được tỉnh khánh hòa ưu tiên triển khai trong đó khu kinh tế phân phong được xác định là trọng điểm với vị trí địa chiến lược và nhiều chính sách ưu đại hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư. Việc kết nối với các doanh nhân câu lạc bộ sau Đỏ được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, góp phần đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế năng động của khu vực miền Trung. Câu lạc bộ doanh nhân sau Đỏ tin tưởng với tiềm năng thế mạnh cùng các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp đồng hành cùng tỉnh phát triển. Sau buổi làm việc, các doanh nghiệp sẽ tiếp cận với các sở ngành liên quan để tìm hiểu thêm các dự án đang được tỉnh ưu tiên triển khai. Kết luận tại buổi làm việc, ông Nghiêm Xuân Thành, bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh, Khánh Hòa đang đứng trước tiềm năng cơ hội vận hội chưa từng có. Với quyết tâm, khắc vọng cùng môi trường kinh doanh minh bạch, năng động, Khánh Hòa đang bước vào thập niên phát triển, sẵn sàng hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược, cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư tại tỉnh. Chiều nay, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã về tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư phong ấp xã ninh bình thị xã ninh hòa cùng tham dự có bà trần thu mai chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành lãnh đạo thị xã ninh hòa xã ninh bình và người dân trong thôn Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng nhau ôn lại lịch sử và truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư Phong ấp xã Ninh Bình và phát động nhân dân thi đua góp phần hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của khu dân cư năm 2024, tiến tới đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thôn Phong ấp là một trong bốn khu dân cư lớn thuộc xã Ninh Bình, gồm 540 hộ với 2.064 khẩu. Hiện nay trong khu dân cư phong ấp có 100% nhà ngói, không có nhà dột nát, không còn hộ nghèo. Hộ cần nghèo chiếm tỷ lệ thấp, 9 hộ, tỷ lệ 1,66%. Công tác giảm nghèo bền vững không có trường hợp tái nghèo. Phát biểu tại ngày hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đánh giá cao những đóng góp của mặt trận tổ quốc các cấp tỉnh Khánh Hòa ban công tác mặt trận khu dân cư phong ấp và nhân dân địa phương trong việc tuyên truyền phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết của dân tộc cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất xây dựng đời sống văn hóa phát huy dân chủ tham gia xây dựng đảng chính quyền vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đồng thời đề nghị cán bộ và nhân dân trên địa bàn thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện tốt các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước quy chế dân chủ ở cơ sở cùng đoàn kết xây dựng nông thôn mới xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc Dịp này, Bộ Tư pháp trao 20 xuất quà, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng 20 xuất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng xã Ninh Bình. Ban công tác mặt trận thôn khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào. Sáng nay tại thành phố Nha Trang, Hội ngành nghề y tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2024-2029, đến dự có ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại hội đã thông qua một số báo cáo công tác hội nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029 bầu và ra mắt 19 người vào ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2024-2029. Hội hành nghề y tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa có 483 hội viên sinh hoạt tại 7 cơ sở và 2 chi hội trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã nỗ lực triển khai thực hiện 6 trên 10 chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 3, kiện toàn tổ chức hội, thành lập 2 cơ sở chi hội mới, vận động kinh phí phòng chống dịch COVID-19 là gần 500 triệu đồng, vận động hơn 1 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng. Nhiệm kỳ mới hội đề ra mục tiêu tiếp tục củng cố tổ chức hội phát triển hội viên mới đổi mới nội dung phương thức hoạt động hỗ trợ giúp đỡ hội viên trong hành nghề và không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn phát biểu tại đại hội ông đinh văn thiệu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao những thành tích hội hành nghề y tế tư nhân tỉnh khánh hòa đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đề nghị các cấp ngành quan tâm tạo điều kiện cho hội hoàn thành tốt nhiệm vụ tạo môi trường hành nghề thuận lợi để các tổ chức cá nhân hành nghề y tế tư nhân hoạt động hiệu quả và ngày càng phát triển góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiếp tục chương trình với những thông tin khác. Sau đây, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình Bỏng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cánh Hòa phối hợp với Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo chuyên đề nhiễm trùng sâu kết hợp xương và thực hiện chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật điều trị chuyên sâu về cơ xương khớp cho đội ngũ y bác sĩ thuộc trung tâm tại buổi tập huấn các bác sĩ chuyên khoa chuyên gia đầu ngành về xương khớp thuộc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi phổ biến các kiến thức chuyên môn về nhiễm trùng sau kết hợp xương nhiễm trùng sau kết hợp xương ở nhi khoa tình hình nhiễm trùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình đây là một trong những hoạt động được Bệnh viện đa khoa tỉnh phối hợp với Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức trong nhiều năm qua nhằm từng bước chuyển giao kỹ thuật chuyên môn phẫu thuật điều trị chuyên sâu về lĩnh vực ngoài chấn thương chỉnh hình vừa là bước đệm chuẩn bị cho tiến trình đưa Bệnh viện đa khoa tỉnh trở thành Bệnh viện tuyến cuối khu vực duyên hải nam trung bộ. Cũng trong đợt này, đoàn chuyên gia thực hiện khám tư vấn điều trị và phẫu thuật các bệnh lý về dị tật, chấn thương chỉnh hình nhi, tạo hình thẩm mỹ, khuyết hỏng phần mềm, vi phẫu thuật viêm gân, phẫu thuật kết hợp xương phức tạp, thay khớp gối và khớp háng, nội soi khớp gối, khớp cổ chân cho các bệnh nhân và người dân có nhu cầu thăm khám và điều trị tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sáng nay tại thành phố Nha Trang, tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tuyên dương vinh danh các nhà giáo trẻ tiêu biểu và học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện tại Khánh Hòa năm 2024. Tại buổi lễ, các đại biểu, giáo viên, học sinh cùng tham gia tòa đàm, trao đổi và chia sẻ về những cách làm hay, mô hình hay trong hoạt động dạy và học, công tác đoàn và phong trào thanh niên. Dịp này, ban tổ chức tuyên dương 44 giáo viên đạt danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh và 42 học sinh đạt danh hiệu học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện tỉnh Khánh Hòa năm 2024. Chương trình nhằm kịp thời tôn vinh khen thưởng các giáo viên trẻ và học sinh tiêu biểu, thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt học tốt và việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần động viên những nỗ lực cố gắng của đội ngũ thầy cô giáo trẻ và các học sinh. Cũng trong sáng nay tại cây di sản Cơ Nia thuộc khu căn cứ cách mạng Hòn Dù, huyện Đoàn Khánh Vĩnh tổ chức lễ tuyên dương học sinh ba tốt cấp huyện hành trình về địa chỉ đỏ và trao giải cuộc thi vẽ tranh di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh năm 2024. Tại chương trình sau khi ôn lại truyền thống lịch sử vẽ vang khu căn cứ cách mạng Hòn Dù, huyện Đoàn đã tổ chức tuyên dương 18 học sinh các trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình. Đây là những học sinh có học lực đạt loại giỏi, xếp loại hành kiểm trong năm học đạt loại tốt, là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có kết quả đánh giá đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tham gia tốt các phong trào hoạt động, đạt giải trong các cuộc thi giỏi cấp trường trở lên. Dịp này, chương trình còn trao giấy khen cho 15 nhóm tác giả đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh, di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh năm 2024. nhằm đẩy mạnh đưa ứng dụng công nghệ số vào hoạt động công tác đoàn hội, huyện Đoàn Vạn Ninh vừa triển khai xây dựng mô hình thư viện số đến các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện. Đến nay, 13 trên 13 cơ sở đoàn các xã thị trấn của huyện đã triển mô hình thư viện số tại 100% đoàn cơ sở và 80% nhà sinh hoạt cộng đồng trường học. Theo đó, mô hình chú trọng phát triển không gian sách điện tử thông qua mã QR để độc giả có thể dễ dàng dùng điện thoại thông minh để truy cập tìm kiếm và đọc sách qua việc quét mã QR. Người dùng có thể truy cập vào trang web do huyện đoàn Vạn Ninh thực hiện. Mô hình được thiết kế bao gồm sách chia theo từng lĩnh vực với nhiều chủ đề khác nhau, phù hợp với mọi lứa tuổi. Toàn bộ hệ thống sách được cung cấp từ các nhà xuất bản trong nước với số lượng hơn 1.000 đầu sách điện tử trên nhiều lĩnh vực, nội chung như lịch sử Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc, văn hóa nghệ thuật, nghệ thuật sống đẹp, tiểu sử hồi ký, văn học Việt Nam. Sáng nay, trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản thành phố Nha Trang tổ chức lễ kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 40 năm thành lập trường năm 1984 năm 2024. Các thế hệ lãnh đạo, giáo viên, học sinh cùng đông đảo các cựu học sinh đã đến dự. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại chặng đường phát triển đầy tự hào của trường trong suốt 40 năm qua. Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản đã từng bước khẳng định được vị thế của mình có phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh Khánh Hòa nói chung và thành phố Nha Trang nói riêng. Đến nay trường có 32 lớp với gần 1.330 học sinh, hơn 75 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhiều năm qua, trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản luôn là một trong những trường nằm trong tốc đầu về công tác giáo dục đào tạo. Nhà trường đã và đang tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ hiện đại và hoạt động giáo dục, giúp học sinh không chỉ giỏi về kiến thức mà còn phát triển kỹ năng sống và năng lực sáng tạo. Những hình ảnh, kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình giảng dạy, học tập và cống hiến đã được các thế hệ lãnh đạo và thầy cô chia sẻ tại lễ kỷ niệm. Nhân dịp này, nhiều cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, học tập đã được khen thưởng và vinh danh. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Cánh Hòa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm Khuyết học truyền máu tỉnh, Trường sĩ quan Không quân tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2024. Ngày hội thu hút hơn 500 cán bộ, học viên, chiến sĩ của Trường sĩ quan Không quân tham gia. Số lượng máu hiến thu được gần 400 đơn vị, bình quân mỗi năm trường sĩ quan khu quân tổ chức hai đợt mỗi đợt vận động từ 400 đến 500 người tham gia hiến máu thu về từ 350 đến 400 đơn vị máu có phần cung cấp cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cho hoạt động cứu chữa bệnh nhân từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã tổ chức gần 50 đợt hiến máu tình nguyện thu được hơn 22.500 đơn vị máu vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra là 22.200 đơn vị máu từ đây tới cuối năm ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Hòa sẽ triển khai thêm 15 đợt hiến máu nữa. Kết quả hiến máu năm 2025 là khoảng hơn 60 đợt, dự kiến thu về hơn 26.500 đơn vị máu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 1 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus thuộc tập đoàn Vingroup chính thức vận hành tuyến bất điện đầu tiên ở Nha Trang Khánh Hòa. Việc đưa tuyến xe buýt này đi vào hoạt động đánh dấu bước tiến mới của Vinbus trong nỗ lực phát triển giao thông công cộng xanh, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch xanh, nâng cao dịch vụ trải nghiệm di chuyển cho người dân và du khách. Nhân dịp đi vào hoạt động, Vinbus triển khai chương trình 10 ngày trải nghiệm dịch vụ xe buýt điện miễn phí cho tất cả người dân và du khách đến hết ngày 17 tháng 11. Do đó, những ngày này, điểm đón khách đầu tiên của Vinbus lúc nào cũng đông khách. Mỗi xe có đến vài chục lượt khách tham gia trải nghiệm dịch vụ xe buýt xanh thân thiện với môi trường này. Trong hơn một tuần đi vào hoạt động, đã có khoảng 8.000 lượt người sử dụng phương tiện Vinbus để di chuyển. Lần đầu tiên được trải nghiệm của chuyến xe buýt mà nó nó đáp ứng đủ cái điều kiện là thân thiện với môi trường, xanh sạch đẹp cũng như là à là cho người dân à, có nhiều cái dịch vụ tốt để người ta được à, à thụ. VinBus là tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Nha Trang mang số hiệu 23, có lộ trình dài 12,5 km với điểm đầu tại bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa và kết thúc tại VinBus Nha Trang tần suất khoảng 20-30 phút một chuyến, hoạt động xuyên suốt từ 7 giờ 20 phút đến 23 giờ 15 phút mỗi ngày, với giá vé 15.000 đồng một lượt. Theo đó, tuyến huyết điện số 23 nằm trong hệ thống giao thông công cộng chung của thành phố Gia Trang, nên sẽ có phần kết nối các khu vực trung tâm, đông dân cư và các địa điểm trung tâm thu hút khách du lịch như Vinber Nha Trang, Quảng trường 2 tháng 4, Hoàng Chồng, Bãi Tiên. Cái thứ nhất là dịch vụ xe điện không khói, không mùi và không có khí thải. Cái thứ hai là đội ngũ tiếp viên và tài xế cực kỳ chuẩn chỉnh sẽ hỗ trợ hết mình và cho khách hàng. Cái thứ ba là xe trang bị đầy đủ về hệ thống wifi và hỗ trợ người khuyết tật. Về cái đó là những cái, cái cái trải nghiệm mà du khách có thể mà trực tiếp mà cảm nhận được khi mà mà, mà uh, du khách có thể trải nghiệm trên xe. Với sự góp mặt của tuyến xe buýt số 23, lần đầu tiên Nha Trang có phương tiện dịch vụ hành khách công cộng bằng xe buýt điện. Nha Trang là tỉnh thành thứ năm Finbus triển khai hoạt động sau Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Kiên Giang và Hải Phòng. Được biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030. Do đó, việc đưa tuyến Vinbus đi vào hoạt động góp phần giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông cho tuyến đường trung tâm với mật độ các phương tiện giao thông di chuyển khá dày đặc cho thành phố biển Nha Trang, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh trong tương lai việc đưa tuyến xe si Vinbus này đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ là một sản phẩm du lịch mới, thu hút du khách đến với Nha Trang Khánh Hòa, đồng thời góp phần nâng cao trải nghiệm di chuyển, cũng giống như là thúc đẩy cộng đồng thay đổi thói quen đi lại, đồng thời kiến tạo hệ thống giao thông xanh cho thành phố biển Nha Trang Khánh Hòa. Chương trình thật sự tối nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.